Sóng thần ập vào bờ biển Nhật sau động đất 7,2 độ Richter. Những đợt sóng thần cao tới 1 mét được thông báo đã ập vào bờ biển tỉnh Miyazaki của Nhật sau 6 giờ 30 chiều nay 20 tháng 3 giờ địa phương. Hàng trăm ngôi nhà ở Kurihari, tỉnh Miyazaki bị mất điện ở tỉnh này. Động đất đo được mạnh tới mức 5 trên thang 7 mức của Nhật Bản, rung lắc kéo dài hàng chục giây. Thông tin Nhật Bản đã đưa tin như thế. Theo cơ quan khí tượng của Nhật, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter đã tấn công khu vực ở ngoài khơi bờ biển đông bắc nước này vào khoảng 6 giờ 9 phút chiều nay, tâm chấn động ở độ sâu 60 km. Trận động đất mạnh này xảy ra vài ngày sau lễ tưởng niệm hàng chục nghìn người chết vì động đất và sóng thần ở Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011. Cũng trong giờ chiều nay, động đất 4,7 độ Richter xảy ra ở gần Wakayama, Hokkaido, tâm chấn động ở độ sâu 319,5 km. Theo tính toán sơ bộ, động đất không gây thiệt hại gì và ít người cảm nhận được chấn động này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rất mong được các bạn ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người được biết.